Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách tạo ra 4 ứng dụng. Ứng dụng đầu tiên là ứng dụng thiệp sinh nhật. Trong ứng dụng này, các đối tượng sẽ có hoạt động như trong chóm xoay, chữ birthday đổi màu, bóng bay bay từ phía dưới lên trên, nến cháy và những ngôi sao ở phía trên nhấp nháy và đổi màu. Để lập trình tạo ra ứng dụng này, chúng ta sẽ chia bài học thành các kiến thức nhỏ để cùng nhau học tập. Đầu tiên, các bạn sẽ được học cách sử dụng các công cụ vẽ để tạo ra các đối tượng đơn giản như trong chóng hay vẽ nền cho tấm thiệp sinh nhật. Tiếp đó, áp dụng vòng lặp và khối lệnh xoay để lập trình cho trong chóng xoay. Sau đó, các bạn sẽ được làm quen với hệ trục tọa độ ở trên sân khấu, cũng như cách xác định tọa độ của nhân vật ở trên sân khấu. Sau khi đã xác định được tọa độ, các bạn sẽ chuyển sang lập trình cho chữ birthday và thêm hiệu ứng cho chữ birthday. Để lập trình cho nến cháy, các bạn sẽ cần học về cách đổi hình dạng cho đối tượng kết hợp với vòng lặp và khối lệnh đợi. Để lập trình được cho mũ và pháo, các bạn sẽ cần học về khối lệnh thay đổi vị trí x. Tiếp theo là đối tượng bóng bay. Các bạn sẽ cần kết hợp vòng lặp và khối lệnh thay đổi x để bóng bay có thể bay từ dưới lên trên. Cuối cùng là kiến thức về bản sao cũng như lập trình thêm hiệu ứng cho bản sao. Ứng dụng thứ hai các bạn sẽ được học đó là ứng dụng đồng hồ. Trong ứng dụng này sẽ có 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Chạy sẽ tương ứng với giờ hiện tại ở trên máy tính. Bài học đầu tiên, các bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ vẽ để vẽ được mặt đồng hồ cũng như các kim của đồng hồ. Để ôn luyện khả năng vẽ cũng như cách sử dụng các công cụ vẽ. Tiếp theo là hướng xung quanh của một đối tượng cũng như chu kỳ xoay của kim. Hơn nữa, để lấy được thời gian thực tương ứng ở trên máy tính, các bạn cũng sẽ cần học về khối lệnh để lấy thời gian thực. Ứng dụng thứ ba các bạn sẽ lập trình đó là ứng dụng mạch điện. Để tạo được ứng dụng này, các bạn sẽ được bổ sung kiến thức về định luật ôm, sau đó học cách vẽ mạch điện, kiến thức về biến và các điều kiện đúng nhau. Từ đó sẽ lập trình tạo được ứng dụng mạch điện. Khi tăng điện trở thì bóng đèn sẽ tối đi, còn khi giảm điện trở thì bóng đèn sẽ sáng hơn. Nhưng đến một mức nào đó, bóng đèn sẽ cháy. Ứng dụng cuối cùng các bạn sẽ được học đó là điện biệt phủ trên không. Trong ứng dụng này, công việc của người chơi là điều khiển để bắn tên lửa lên các máy bay muốn đi vào địa phận của Việt Nam. Khi máy bay bị bắn trúng thì sẽ phát nổ, còn khi máy bay đã đi sang đến biên bên phải thì sẽ ném bom và người chơi sẽ bị trừ máu. Để tạo được ứng dụng này, buổi học đầu tiên các bạn sẽ cần vẽ và tạo các đối tượng đơn giản như bom. Sau đó thêm các đối tượng từ thư mục. Tiếp đó các bạn sẽ kết hợp vòng lặp, di chuyển, điều kiện, biến, tương tác giữa các đối tượng và thông báo để hoàn thành được ứng dụng. Ví dụ, biến là để lưu trữ điểm hoặc máu của người chơi. Điều kiện kết hợp với tương tác sẽ kiểm tra được khi máy bay chạm vào tên lửa thì máy bay sẽ phát nổ. Trong mỗi ứng dụng sẽ được chia thành các video ngắn gọn và dễ hiểu. Từ đó sẽ giúp các bạn nắm chắc các kiến thức về lập trình hơn. Chúc các bạn học tập vui vẻ.